chị hôm qua mình đi câu cá ở dưới suối á mọi người, được 4 con cá rô nè. Tại về tối á, đi câu về tối quá cho nên là mình làm cái mình ướp muối đường bột ngọt đồ sẵn để sáng nay mình kho vô trong cái nồi đất rồi mọi người. Bây giờ mình kho ha, mình ướp để tủ lạnh. Bây giờ mình bắt cái nồi đất lên để mình kho kho cá rô á mọi người. Giờ mình cho vô đây chút xíu dầu nha. Cho nó thơm, bỏ tỏi phi vô cho nó thơm tỏi, mình bỏ cái vô mọi người. Cái này mình đổ dầu giờ mình phi tỏi cho nó vàng lên nè, nó thơm rồi nè mọi người. Bây giờ là mình bỏ cái vô nha, bỏ cái vô vô. Cá rô này bây giờ là mình kho trong cái nồi đất như vậy là chín rồi đó mọi người. Bây giờ là mình chỉ chim hành vô nha, mình cho hành vào. Ơi nghe rồi, chưa tiêu vô nữa nha mọi người. Cá kho này ăn với cơm nóng là hết sảy. Nghe rồi, chờ chút xíu đây. Tạm biệt mọi người.